Em xin chào tất cả cô chú anh chị hoa lan nha. Hôm nay vườn em có mấy cây hoa nở, em chia sẻ cô chú anh chị mình cùng sưu tầm. Thì anh chị cô chú nào mà mình mua hàng lá mà mình không có yên tâm cây chuẩn giống á, thì mình xem video này của em để mình sưu tầm những cái cây đang hoa ha. Thì đây có rất nhiều cây đang hoa, thì bữa nó mưa, hôm giờ nó bị mưa cho nên là hoa nó sẽ không được còn tươi lắm, cho nên là anh chị mình mua về để bảo đảm là chuẩn cây là mình mua đúng cây thôi nha. Đó, cho nên là anh chị mình mua là để bảo đảm là mình mua đúng cây chuẩn giống nha. Rồi đây, đầu tiên chia sẻ cho anh chị mình, đây là cái cây STK Delight đó. Cây này thì hoa nở rất là đẹp luôn, tại vì mưa rồi nó nở cũng vài hôm rồi, cho nên là nó cũng không có được tươi lắm, cho nên là hàng gửi ship đi về tới anh chị thì có khả năng là sẽ không có được nguyên nữa. Đó, cho nên anh chị bán cây hoa để cho cô chú anh chị nào mà mình chưa tin tưởng lắm hoặc là mình chưa yên tâm á, mình muốn mua cây chuẩn hoa thì mình lấy những cái cây đã có bông như thế này để mình bảo đảm là cây mình mua chuẩn cây ha. Thì đây cái STK Delight ha, đó rất là đẹp luôn. Cây này giá 200.000 nha. Anh chị mình chốt thì mình hãy chụp hình mẫu hoa mình gửi qua Zalo cho em, hoặc là mình chốt cho em là STK Delight, rất là đẹp luôn, 200.000. Đó, hoa nở khuôn hoa rất là tròn, rất là đẹp luôn. Cây này nở bói thôi mà hoa rất là đẹp rồi. Đây, cây này mình trồng thuần, cây mà ổn định ở vườn, hoa sẽ còn to và màu đậm đà đẹp hơn nữa nha. STK Delight cho em giá 200.000 nha. Rồi mời anh chị mình cùng ngắm cái 165. Cái 165 thì nó là một cái cây của Đài Loan rất là lâu rồi. Một cây cát rất là của Đài Loan, cây cát xưa nha. Thì đây em có hai cây cho anh chị mình ngắm hoa. Thì cây này thì cái cây nó nở căng giãn, còn cái cây này nó nở nó bị mưa, cho nên là hoa của nó không có được căng và cái lưỡi nó cũng không được đậm lắm. Đó, anh chị mình so sánh nè, thấy không? Anh chị mình cũng, đây em cũng chia sẻ cho anh chị mình luôn, anh chị mình thấy nè, cái bệt lem cánh nè. Đó, với cây bên kia nở chuẩn. Thì cái cây cát ly da nó nở nó sẽ phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng môi trường nha. Đó, anh chị thấy cùng một cây, nhưng mà cái cây này nở nó bị mưa dập, cây kia thì nở căng giãn, cho nên là nhìn hai hoa nó sẽ rất nè. Đó, cây chuẩn này, nhưng mà mình nhìn thấy nè, bệt lem hai bên cánh nè, lưỡi nè. Đó, nó cùng là một cây 165 nha, nhưng mà nó nở tùy theo môi trường khí hậu mà nó nở, nó sẽ nhìn nó sẽ khác nhau. Thì cái cây này của em nó bị đen nám thân rồi, cho nên em sẽ không có chia sẻ được cho anh chị mình. Chậu này nó không có được đẹp. Đó, thì em sẽ chia sẻ cây này cho mình. Thì cây này anh chị mình trồng nở lần sau nó sẽ giống như cây kia nha. Đó, 165. Cây này cây của Đài Loan nha. Mình chốt cho em là 165. Cây này cây tên của nó là mã 165 nha. Giá là 350.000. Đây chậu cây của nó đây. Hay nó còn gọi là cái kia đó là dòng cây lưu sôi gen á. Đó. Ba hoa, cây này rất là đẹp luôn. Tại nó nở ba hoa rồi nó nở bị mưa nữa. Đó, cho nên là hoa nó không có được căng, không có được đẹp lắm. Anh chị mà mua cây chuẩn cây thì mình cứ chốt cây này cho em. Rất là đẹp luôn. 165. Lưu sôi gen. Cây này chậu này là 350.000 cho em nha, cây Đài Loan, cây xưa rất là hiếm luôn. Đây chia sẻ cho anh chị mình một cây châm thông phân si. Anh chị nào mình muốn mua cây châm thông phân si để chuẩn hoa thì mình chốt cho em cây này. Cây này thì em đã trồng lại rồi, đang xuống rễ như thế này. Rất là đẹp luôn. Đây chậu cây cho anh chị mình xem thực tế đây. Giá là 160.000 nha. 160.000 cho anh chị mình sưu tầm châm thông phân si. Thì cái này chốt cho em mã số của vườn em là mã T3 nha. Châm thông phân si mã T3 cho em. Nó giá 160.000. Hoa thì nó bị mưa cho nên là hổm rài nó mưa cho nên là hoa nó sẽ không được nguyên vẹn. Anh chị mình mua những chậu hoa này để bảo đảm là mình mua đúng cây nha. Đó là những anh chị nào mình chưa yên tâm thì mình cứ mua cây này để đảm bảo là mình mua chuẩn cây. Đây là một cái cây Richeya Delight. Đó, nó cũng bị mưa mà nó nở, nó sâu, nó cắn nè. Nó hoa rất là thơm nha, em đứng đây mà ngửi mùi hoa rất là thơm luôn. Đó, chậu này chia sẻ cho anh chị là mình là 150.000 thôi, rất là nhiều thân luôn. Đó, chậu cây này rất là nhiều thân luôn, 150.000 Richeya Delight. Cây này mã số của vườn em là cây mã B02 nha. Mã B02. Mình chốt cho em mã B02 Richeya Delight. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi đây, một cây hắc gia Delight. Oa. Hắc gia Delight nở nha anh chị mình. Giá. Anh chị thấy đó, hắc gia Delight nở lần nào cũng vậy, hoa rất là đẹp, rất là chuẩn luôn. Đó, màu vàng cực kỳ đẹp luôn. Thì chậu này chia sẻ cho anh chị mình là 200.000 nha. 200.000 một chậu như thế này.
Đây, cây thông su bangon, cây này thì nó mới nở luôn, mới nở cho nên là anh chị mình mua về có khả năng là mình còn được ngắm hoa nha. Thông su bangon, cây này chia sẻ cho anh chị mình giá là 180 ngàn ha. Đấy, chậu đang hoa, cây này thì bông mới nở thì nó sẽ thể còn sẽ được nguyên hơn. Đó, 160 ngàn. Thông su bangon chem ha, 160 ngàn. Anh chị mình có thể chụp hình mẫu hoa mình gửi qua Zalo số 0933 124442 của em. Hoặc là mình chốt theo cái tên mà em nói rồi giá tiền ha, để mình đặt hàng. Thì những cái cây hoa hôm nay em chia sẻ cho anh chị mình những cái cây em trồng ở vườn nở để lấy mẫu á, cho nên là hoa nó cũng không có được tươi, cho nên là anh chị mình mua về để đảm bảo là cây của mình mua là để chuẩn giống nha. Nó rất là đẹp, mình thích sưu tầm cây nào thì mình nhanh tay mình alo qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo liền cho em Hạnh nha. Đó, hoa cách ly da thì rất là đẹp luôn, hoa thực tế cho anh chị mình xem đây, nên anh chị mình mua hàng mình cứ yên tâm là cây chuẩn giống nha. Đó, rồi mình muốn sưu tầm thêm những mặt hàng khác thì mình cứ nhắn tin qua Zalo hoặc là mình vô kênh YouTube Hoa Lan Cách Ly Da Mỹ Hạnh của em để mình xem thêm nhiều mẫu hoa và nhiều ca dòng cách ly da em có đăng trên kênh YouTube để cho anh chị mình cùng tham khảo nha. Em cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả anh chị mình ạ.